Mùa giải tưởng chừng chẳng còn gì lưu luyến, nhưng không, LCK là giải đấu tràn ngập những bất ngờ khó đoán. Lần này nạn nhân là đương kim vô địch Genji. Tưởng chừng như chỉ có KT mới có thể làm đứt mạch trận bất bại của họ, vậy mà vẫn còn một ông kẻ nữa đủ sức để làm điều đó một cách chóng vánh hơn. Không ai khác, chính là chuyên gia ngắn đường OK Pro. Trong cái không khí tưởng chừng vui tươi đó, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được một nỗi buồn man mác nhưng lại trải dài theo năm tháng. OK Pro lại thêm một lần nữa đánh rơi tấm vé tới với vòng playoff của LCK mùa hè. Nỗi buồn này là dành cho cả tập thể, nhưng người đau khổ nhất không ai khác ngoài kẻ vĩ đại, vị cứu tinh của Brion trong suốt nhiều mùa giải qua, thân cá sấu Morgan. Anh đã làm tất cả mọi thứ, từ hấp thụ áp lực, kiến tạo cho tới gánh team. Vậy mà hết lần này đến lần khác, đồng đội vẫn phủ lòng Morgan. Đáng lẽ với sự tiến bộ mà chừng ấy năm Morgan tích lũy, anh xứng đáng có một vị trí tốt hơn. Trùng hợp thay, có những nơi cũng đang cần tới sự cứu rỗi của anh, và vị thế của họ chắc chắn cũng phù hợp hơn với tầm vóc của Morgan ở thời điểm hiện tại. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có lẽ đã đến lúc tự tay Morgan kết thúc mối lương duyên với Brion để tự cứu lấy sự nghiệp của mình. Hôm nay hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân, đi tìm bến đỗ phù hợp nhất với vị thánh sống của Liên minh huyền thoại. Trước khi bước vào video, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe cho kênh của Lu, cũng như để lại những bình luận góp ý bên dưới. Khởi đầu cho tất cả là vào ngày 22 tháng 11 năm 2021, Morgan quyết định rời khỏi Hanwha Esports sau chuyến hành trình không mấy tốt đẹp. Chỉ sau đó một tuần, anh đã gia nhập Brion cùng với thần kiểm so. Ngay lập tức, đội tuyển này được gắn mác chúa hề, lót đường, đội sổ chỉ vì sở hữu những nhân tố yếu kém. Vậy mà chỉ sau 2 năm, mọi thứ đã khác như thế nào? Các bạn còn nhớ lần duy nhất Brion được tham dự playoff LCK chứ? Đó là mùa giải mà Morgan đã chơi tuyệt hay cho tới tận những phút giây cuối cùng để đưa những người đồng đội lách qua khe cửa hẹp. Trong trận đấu chốt hạ trước DK, Morgan đã thể hiện rằng tại sao đối thủ nên cấm đi vị thần cá sấu trong tay anh. Khi chiến thắng chung cuộc, anh không ăn mừng cuồng nhiệt mà chỉ chậm chậm tiến về phía những người đồng đội để chia sẻ niềm vui, chứng tỏ rằng mình thật sự đã trưởng thành, vừa là người thủ lĩnh tinh thần, vừa là vị tướng quân dẫn đầu sông pha trận mạc. Tưởng chừng như đó sẽ là bước ngoặt sự nghiệp dành cho Morgan, vì với sự tiến bộ như vậy, anh xứng đáng được chú ý bởi những đội tuyển có tiếng tăm hơn là Brion. Nhưng có lẽ vì tình nghĩa với đội tuyển và cả với người anh, người bạn thân Omti mà Morgan đã tiếp tục gắn bó cùng tổ chức. Có lẽ đây chính là khoảng thời gian mà Morgan cảm thấy ngán ngẩm nhất. Tầm vóc của Morgan ngày càng trở nên lớn lao, trong khi mái nhà Brion thì vẫn vậy, chẳng hề thay đổi chút nào. Đồng đội luôn bảo quá sức chịu đựng, ban huấn luyện không thể định hình lối chơi cho các tuyển thủ. Những nỗ lực cá nhân của Morgan là thứ duy nhất khiến cho Brion có được những trận thắng hiếm hoi. Đánh cánh yếu, đánh carry, kêu gọi phát động giao tranh, ép góc chủ lực đối phương, che chắn sát thương, không có một công việc nặng nhọc nào mà anh không từng làm qua. Ấy vậy mà kết quả vẫn không khả quan hơn chút nào dành cho đoàn quân áo xanh lục. Khởi đầu mùa giải do chẳng thể định hình được phong cách chính xác nên họ có khởi đầu vô cùng tệ hại. Đã có những chiến thắng ấn tượng để người ta tin rằng đó sẽ là cú nước rút ngoạn mục, nhưng rồi chẳng có điều gì xảy ra sau đó cả. Brion nằm lặng lẽ dưới đáy cùng của bảng xếp hạng, nhìn tấm vé playoff bị tước khỏi tay. Morgan lại thêm một lần nữa thở dài chờ đợi cơ hội tiếp theo. Bro đã đem tới cho Morgan không ít thứ tốt đẹp. Tại mái nhà này, Morgan vụt sáng, từ người chơi thảm họa nhất giải đấu trở thành một trong những người chơi đường trên ổn định nhất. Không chỉ vậy, giữa một dàn tuyển thủ khá tầm thường của Brion, bỗng nhiên Morgan trở nên nổi tiếng hơn tất cả. Mọi động thái, từ thi đấu cho tới streaming, chúng ta đều thấy những cặp mắt hướng về phía anh. Nhưng cũng chính Brion đang là nơi dần chung vùi sự nghiệp đang chín mộng của Morgan. Liên tiếp những lần không thể tiến sâu tại giải đấu quốc nội, thậm chí còn bị vùi dập dưới đáy cùng của bảng xếp hạng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, những sự cố gắng đến tột cùng kia sẽ bị thành tích tệ hại làm cho lụi tàn. Hợp đồng của Morgan sẽ còn hiệu lực đến 20 tháng 11 năm 2023 và 3 tháng có lẽ là khá đủ để cho anh có thể suy nghĩ về những đường đi nước bước tiếp theo trong sự nghiệp. Xuất ngoại chắc chắn không phải là một ý tưởng quá hay vì xuất phát điểm của Morgan là ở khu vực Trung Quốc. Giờ thì họ cũng dần tin dùng những nội binh hơn là ngoại binh. Nếu thi đấu tại các giải đấu phương Tây cũng không phải là một phương án hay vì đó gần như sẽ là dấu chấm hết cho những sự thăng tiến trong sự nghiệp. Vậy thì bến đỗ phù hợp nhất chỉ có thể là LCK. Nhưng giờ đây nhân sự của các đội tuyển vẫn đang rất ổn định, vậy thì liệu có ai thật sự cần đến sự phục vụ của anh hay không? Câu trả lời là có, và lại còn là số nhiều. Genji và KT sẽ nằm ngoài danh sách này vì Doran hiện tại đã hoàn thiện bản thân mình. Còn Kim từ lâu vẫn luôn nằm trong danh sách ba cái tên đi đường trên hay nhất tại LCK. T1 và DK sẽ là những đội tuyển có thể cân nhắc chiêu mộ Morgan để có thể có được màn trình diễn tích cực hơn. Nhiều người sẽ thắc mắc rằng Z chẳng hề có vấn đề gì để phải chiêu mộ Morgan về thay thế. Thực tế điều này cũng có phần đúng vì Z từ nghề debut trong màu áo T1 vẫn được coi là một tài năng lớn. Anh có kỹ năng tốt, hiểu kèo chất tướng đến từng ly từng tí.
Trong giai đoạn mà Thiều Anh khủng hoảng nhất, chính Z chứ không ai khác đã gánh Thiều Anh đến những trận đấu quan trọng. Giờ đây khi nhất xạ tứ nô không còn thịnh hành như trước, meta cánh trên dần có đất diễn trở lại, chẳng phải Z sẽ là một sự lựa chọn phù hợp hơn so với Morgan hay sao? Đúng là như vậy, nhưng tại sao không thể có một người chơi dự bị chiến lược ở vị trí đường trên, phòng những trường hợp cần thiết? Cũng giống như cặp đôi Faker Easyhun hay Teddy Gumayoshi, khi xuống phong độ hoặc phục vụ những dạng chiến thuật khác nhau, luôn có một cái phụ sẵn sàng thay thế. Z và Morgan lại vô cùng phù hợp để bổ trợ cho nhau. Nếu như Z thuộc vào kiểu người chơi tay rất to, phù hợp với lối chơi thẳng đường và ít nhiều được dùng tài nguyên, thì Morgan lại không yêu cầu bất cứ sự trợ giúp nào, vẫn có thể tự mình có tác dụng trong trận đấu. Nếu như đội muốn có một trận đấu đa dạng carry để tránh việc đối phương bắt bài, Z sẽ là lựa chọn phù hợp. Còn nếu đội thật sự muốn dồn toàn lực vào xạ thủ, mặc cho những đường khác sống chết ra sao, thì không ai khác ngoài Morgan có thể đảm nhiệm vai trò cao cả này. Ngoài ra, chưa kể tới vấn đề tâm lý của Z là một rào cản rất lớn trong công cuộc tiếp cận những danh hiệu của T1. Chắc chắn không ai trong chúng ta có thể quên được những ký ức đáng buồn về cú răng slam về nhì của giai đoạn 2022-23. Thất bại trước Bin có thể biện minh rằng đó là giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của Z. Bin từng là á quân thế giới, trong khi Z mới chỉ vừa bước sang tuổi 18. Thế nhưng thất bại trước Kingen thì thật khó để nuốt trôi, dù lý do sức khỏe cũng một phần ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Z có thể mặc sức đè đầu cử cổ Kingen trong giải quốc nội, thế nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, anh đã thất bại trước kẻ thù của mình, dù cho có cố gắng đánh đôi công như thế nào. Và thất bại trước Duran tại hai trận chung kết LCK liên tiếp chính là đòn chí tử giáng vào lòng tự tôn của thần sấm. Con Axan đu dây điện ngày nào đã chỉ còn là dĩ vãng, và Duran giờ đây đã lột xác để trở thành nhà vua mới của đường trên LCK. Nếu như là Morgan trong bối cảnh đó, có lẽ mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Bằng sự lì lợm và đức tính cam chịu của mình, anh sẽ triển khai những đấu pháp khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Nếu như đánh đôi công không phải ý hay, thì anh sẽ phế luôn võ công của cả hai bên. Chí ít thì sẽ không có tình cảnh Bin cầm quen cắt nát từng người bên phía T1, Kingen gieo rắc nổ tận thế, hay là Doran chuốc rượu cho từng thành viên. Mọi chuyện thậm chí còn khả quan hơn dành cho phía D-Bloskia nếu như họ có thể cân nhắc phương án Welcome Morgan về Welcana. Vấn đề hiện tại của DK nằm ở việc họ không thể xác định được trọng tâm của đội hình. Dev dù có cố gắng ra sao thì cũng không thể nào hoàn toàn chế ngự được tuổi tác, nên khả năng gánh kèo vẫn sẽ không thể chắc chắn hoàn toàn. Showmaker và Canyon đã tụt phong độ khá nhiều so với chính họ thời kỳ đỉnh cao. Và trường hợp của Kana chắc chắn không cần phải nói quá nhiều. Ngoại trừ giai đoạn Royal Rudder được đánh giá rất cao, Kana luôn sở hữu những bước lùi trong sự nghiệp của mình. Cụ sao T1 không thể nào thích nghi được với lối chơi canh yếu mà một người chơi đường trên cần phải có. Canyon cũng đã có rất nhiều ván đấu muốn hướng đến việc dùng tài nguyên cho Kana, nhưng bất thành. Xanh thì Kana quá mải mê chơi tại đường cánh, mặc kệ đồng đội sống chết. Còn nếu thọt thì trở thành một con lính cầm theo 300 vàng tiền thưởng không hơn không kém. Chính vì thiếu sự đa dụng và hiệu quả nên Kana luôn là một phần vấn đề của DK. Nếu như có thể bổ sung Morgan, chắc chắn anh sẽ trở thành kép chính trong đội hình, chứ không chỉ là dự bị chiến lược giống như trường hợp gia nhập T1. Dù đã có tuổi, nhưng chắc chắn Dev vẫn là lựa chọn số 1 trong việc dùng tài nguyên của DK. Showmaker và Canyon dù có tụt phong độ đến thế nào, thì họ cũng là cặp bạn thân không thể tách rời, và cũng đã từng gieo rắc nỗi kinh sợ lên toàn thế giới. Chỉ cần có chốt chặn vững chắc mang tên Morgan ở cánh trên, cuộc chiến ở nửa dưới sẽ hiếm khi nào là 2v2, mà sẽ là 4v2 nghiêng về phía DK. Và trong những buổi stream, chúng ta đều biết rằng Morgan tay to cỡ nào, sẵn sàng đánh khô máu với các đồng nghiệp đánh giải, hoặc cả là streamer siêu nổi tiếng như Iraqi. Đồng độ tại Brion sẽ không đủ điều kiện để đáp ứng lối chơi dùng tài nguyên cho cánh trên, nhưng DK thì có. Biết đâu chúng ta sẽ có sự ra đời của một ông hoàng solo queue thế hệ mới. Và vẫn còn một phương án cuối cùng, đó chính là Morgan vẫn sẽ tình thương mến thương với Brion. Đương nhiên sẽ phải có những sự thay đổi sao cho phù hợp hơn với tầm vóc của anh. Brion đã được tài trợ bởi OK7 Bank, nên nguồn lực kinh tế cũng không thể nào ở mức tầm thường. Vậy nên một phiên bản khác của Hanwha Esports 2023 có thể được xuất hiện vào năm sau với nòng cốt của đội tuyển chính là Morgan. Tại sao Brion phải mất công giữ chân Morgan làm gì? Đó ác hẳn là suy nghĩ của một số người. Thực chất sự sống còn của thương hiệu Brion phụ thuộc khá nhiều vào Morgan. Kể từ khi Morgan phất lên trở thành siêu sao chính của đội, Brion cũng thu hút không ít sự chú ý. Thống nhất kênh chat trên toàn thế giới, sức hút của Morgan tạo ra không hề nhỏ. Ngoài ra, hình ảnh của Morgan đương nhiên sẽ đủ sức để tạo ra những hợp đồng quảng cáo cho đội tuyển. Thêm hợp đồng là thêm ngân sách tài chính, nên không ngoa khi nói rằng Morgan cứu rỗi Brion một cách toàn diện, nên việc cố gắng đầu tư thêm để giữ anh ở lại là hoàn toàn xứng đáng. Và biết đâu được trong tương lai, Brion sẽ mang về 4 cái tên chất lượng để phò tá Morgan, thay vì anh phải tự đi tìm 4 mảnh ghép còn lại. Mùa giải 2022 đã chính thức kết thúc đối với Brion và Morgan. 3 tháng còn lại sẽ là khoảng thời gian đủ dài để Morgan có thể đưa ra những kế hoạch tiếp theo cho sự nghiệp của mình.
Tất nhiên, cũng cần có sự đánh tiếng của những đội tuyển khác để Morgan có thể tìm được bến đỗ mới. Nhưng nếu như vẫn còn quá nặng tình với người bạn thân, với đội tuyển này, thì Morgan sẽ xử trí thế nào? Nên nhớ rằng năm nay Morgan đã 21 tuổi, có thể coi là độ tuổi chín mùi trong sự nghiệp của một game thủ. Chỉ vài năm nữa thôi, anh sẽ chuẩn bị bị xếp vào hạng già. Thời gian đã chẳng còn nhiều, đây chính là ngã rẽ mà Morgan cần phải quyết định. Nếu thấy video này hay và hấp dẫn, đừng quên để lại một like, một sub, bấm vào nút chuông thông báo và đưa ra những ý tưởng cho video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.